Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 61. Em 60 đấy. Gái anh 2, trai anh 1 đấy. Thế á? Ừ. Ông bà mình bảo thế là tốt lắm hả anh? Ừ, tốt lắm em ạ. Ừ. Ừ. Thế vợ con anh thế nào rồi? Anh một vợ, không có con. Thế à? Con vợ anh nó bỏ, anh nó đi theo giai rồi. Thế à? Chắc anh yếu quá, nó chán, nó bỏ anh gì đúng không? Em đánh giá anh thế nào mà em nghĩ là anh yếu? Chả cần gì phải đánh giá, em cứ nhìn cái dáng đi của anh là em biết rồi. Ai lại đàn ông con trai mà cứ đi lụa là gấm vóc như thế này, xong lại rêu phong rũ rượi thế thì nhìn biết ngay. Anh chắc có khi là đi leo núi thì chắc chỉ lòng vòng dưới chân núi thôi chứ không bao giờ lên được đến đỉnh nhỉ. À, ý em nói có nghĩa là anh, có nghĩa là đạn chưa ra khỏi nòng đã rơi gì? Không, em không phải ý đấy, nhưng mà chắc là cả đời anh chắc đi tàu ngầm không bao giờ lên được máy bay nhỉ. Thế nên anh có bồ có bị gì không? Ba con nha. Lại quen cùng một lúc ba chị? Ba con một liền một lúc. Thế bây giờ các chị đâu hết rồi? Một con thì vừa tuần trước lên Hà Nội chữa gọi là đục tinh thể. Đục thủy tinh thể á? Đục thủy tinh thể. À. Thế mà còn đứa, một đứa nó thì sang Thái Lan thì chữa đái tháo đường. À. Gớm đẻ không đẻ cứ đái, ôi cái nhục thế là chứ. Nhục với mẹ ấy, hiểu không? Còn một mẹ nữa thì cái phần mềm hỏng hết rồi. Tức là nào? Chỉ còn được phần cứng thôi. Được mỗi phần cứng, thế phần mềm hỏng rồi. Hôm nọ mình vơi ở xong thì quên cái quần đồi sang lấy. Thế là nó lẫn, nó cầm dao, nó đuổi, nó đâm mình tí chết. Ôi giời ơi, cái thần kinh hả anh? Chả bị thần kinh đâu, cho sang Mỹ thay não, may ra thì được vài phần. Nói chung là hỏng hết rồi, hỏng, ôi, chán lắm. Eo ơi, thế anh nhìn thế mà đâm cũng... Vợ thì bỏ đi theo giai. Còn ba cái người mà anh đang yêu thương thì lại chả lành lặn. Chính ra anh bi kịch nhỉ? Khổ lắm em ạ. Lấy vậy cái con vợ tham tiền. Mà đàn bà nó tham tiền thì kinh lắm. Đời anh cay đắng lắm. Mỗi người một nợ cầm tay, mà người thì nợ vợ, mà tôi nay nợ chồng. Gia đình anh nó như cái nồi lẩu ấy em mà. Cắt nửa đời tôi, thái nửa đời tôi cho vào trong nồi lẩu. Bỏ thêm tiêu đen, bỏ thêm mari, ớt vàng thêm cả sa tế, cay vô cùng, cay hơn gừng khi vợ đeo dài. Giận hơn sao chớ treo cho thân mình, bởi nghèo nên mới cô đơn vô vọng. Không gia đình chẳng một người thân, khi đêm về lặng thầm con tim mồ côi. Vì sao trời cứ ném con ra hành, để cho thân xác con đây tan tành. Xin ông trời hãy rủ lòng thương, cho con tim được một chốn yêu thương. Cha đầy bao buồn cho tôi niềm đau, mẹ con bạc cứ qua chơi như người thân. Sống chân tình yêu hết mình, mẹ con sẽ giúp bác thêm.